Hệ thống Euro Sài Gòn xin kính chào anh em. Chúc mừng anh em làm một chiếc bao cờ rau dòng Marutet 3600 VZ. Thì đây là một cái dòng khá là quen thuộc, những cái dòng thông dụng với anh em rồi. Đây thì chủ yếu là em quay về cái phần độ đẹp cho anh em xem này. Chiếc bao rất là keng. Đây là phần nắp ốc ác em đã mở ra sẵn ha. Xem sẽ mở phần nắp ra cho anh em xem phần nội thất luôn. Đây, tổng thể nè. Cực keng luôn, cà rau 3600 VZ. Và đây là phần thông số ha. Thì em muốn giới thiệu về phần thông số cho anh em nào mà chưa biết về chiếc bao 3600 VZ. Thì được hãng cà rau sản xuất vào năm 2000 đến năm 2008. Thì đối với chiếc này nó sử dụng điện 120V ha. Và công suất thực tế ra lo cho 8 ohm là ở 1120W cho 8 ohm CT ha, và mono thì 3400W cho mono. Và kháng trở nó đánh rất là rộng, từ 2 đến 16 ohm. Đây kháng trở đánh từ 2 đến 16 ohm. Thì đây cái thông số chung là cho 8 ohm là 1120W. Thì từ 2 ohm, 4 ohm, 6 ohm là nó sẽ lớn hơn nữa ha. Ví dụ như 4 6 ohm thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm 1500, và 4 ohm nó rơi vào khoảng tầm 1800, và 2 ohm thì khoảng trên 2000. Đấy. Và nó nặng là 25kg. Rồi, thì thông số đơn giản như thôi. Xây ngang 48.3 và cao lên là 90 và hậu sâu vào là 40.6. Rồi, thì phần thông số cơ bản như vậy cho anh em dễ nắm ha. Rồi, về phần hình thức này rất là keng, nói chung tổng thể chiếc bao này rất là keng. Phần nắp phía trên cũng rất là đẹp luôn. Vẫn có trầy nhẹ nhẹ vài chấm nhưng mà được cái nước sơn riêng. Những chiếc bao này, những chiếc nắp mà ít trầy, nói chung là đếm trên đầu ngón tay thôi. Đa phần là về phải chạy thì chúng ta phải bắt buộc phải sơn lại ha, để thì không xấu. Cái chiều đó chúng ta phải chấp nhận thôi. Những chiếc bao mà nó đa phần là nó hay bị chạy lắm trên phần nắp. Nhưng mà chiếc này nó còn nguyên bản rất là đẹp. Đây, phần nắp. À, vẫn có chạy lông mày ông ngược nhẹ nhẹ không đáng kể. Và đây là sợi dây nguồn của nó nè. Đây. Sợi dây nguồn tôi giống như một con rắn. Thì đây là cái đầu rin đó, đầu ba chân ha. Thì em có mua sẵn một cái đầu cho anh em, về anh em muốn thay, còn anh em nhà có ổ cắm ba chân này thì anh em xài, còn không có thì anh em thay cái đầu này dễ xài đấy. Hoặc là anh em muốn em thay thì em thay qua luôn, còn để anh em về thử xong mà không được thì thay cũng được ha, nó rất là dễ thay, không có gì hết. Đây thì về phần tem ở phía sau nè, thông số nè, 3600 VZ. Và chiếc này thì có số series ha, 48441. Thì những chiếc cà rau này đều sản xuất tại USA, bắt về USA. Và chế độ CT mono ở phía sau. Và đường vào bao gồm 6 ly và 3 lăng. Đây là cầu lo. Rồi. Đây, chữ nghĩa, tem mát đầy đủ, rất là đẹp cho chiếc bao 3600 VZ. Tem mát đầy đủ luôn. Đây, ốc ác là còn mới keng nè. Thành trên nè. Ban đêm thì em quay nó hơi tối chút xíu ha. Thì tổng thể đồ đẹp nó rất là keng. Đây. Em quay em để máy một chỗ cho anh em xem nó rõ ha. Đây anh em thấy cái độ chiếu bóng của nó là một có cái ánh kim tuyến rất là đẹp. Đấy. Rồi thì về phần nắp thì em đã mở ốc ác ra sẵn rồi. Đây, về phần ruột gan. Đây thì đây là tổng thể ruột gan của chiếc Crown 3600 VZ 2 tầng phô ha. Đây, con ốc còn trắng phao nè, em từng vế cho anh em nè. Đây sò khuôn miệng ha, 4 tù lọc rất là keng. Đây phần chạm lo, quạt tản nhiệt trắng bóc. Đấy rất là đẹp luôn ha. Ở các bên trong này nó bằng nhôm trắng phao. Thì đằng đời này toàn là tủ Philips không ha. Đây. Phía này cũng vậy nè, Philips nè, thấy cái logo anh thấy cái logo Philips là biết rồi. Cái vương miện nè. Đây. Từ trên cho anh em xem. Rất đẹp.
Thì tổng thể đem vệ sinh cơ bản, những cái chỗ nào em vệ sinh được em vệ sinh hết rồi. Còn tổng thể rất là đẹp ha. Còn sâu trong những cái ngóc ngách vẫn có bụi lấm tấm nhẹ nhẹ ha. Thì đối với gia đình thì anh em sử dụng chiếc bao 36 VZ này đánh có thể đánh được rất là nhiều dọc lo, từ lo full tới lo sub, hoặc là những cái dòng lo 30 thì anh em đẩy 2 cặp 40, 2 cặp vô tư, 1 cặp sub 50 rồi ha. Và đánh 2 cầu lo anh em chơi thoải mái rồi. Thì như 2 cặp 4 ôm thì anh em đấu song song là có thể là nó ra kháng trở là 2 ôm. Thì đối với 2 ôm thì nó cho ra công suất trên 2000 W. Rồi anh em chơi thoải mái rồi. Rồi. Cực keng luôn, một chiếc bao tà rào 36 VZ rất là keng. Rồi thì mức giá. Giá thì 22 triệu em bao ship toàn quốc cho chiếc bao tà rào 36 VZ rất là đẹp. Rồi thì bây giờ tối với chiếc bao thì hình thức bên ngoài bên trong vậy rất là keng và zin nguyên bản tuyệt đối hết ha. Máy móc rất là mới. Đây anh em nhìn từng con ốc này lẫn ra. Đây. Mới keng. Chặt ốc luôn. Rồi thì bây giờ em sẽ gắn dây và em test ha. Và giá là 22 triệu bao ship toàn quốc chiếc bao Crown 36. Anh em chơi gia đình là tặng tốt rất là nhiều dòng lo, từ lo full tới lo gia đình, từ những dòng lo monitor là những cái dòng bắt đôi ha, bắt đôi như những cái dòng JBL bắt đôi 40 rồi đó. Cặp Crown này là nấc người luôn. Rồi bây giờ em sẽ gắn dây và em test. Rồi thì em đã gắn dây kết nối vào thì em có nói chung với cặp bô 501 series 4 ha. Thì em dùng nguồn nhạc từ chiếc CD Musico 3.5 full tùng shop mới vừa cập bến ha. Rồi đây em test cho anh em. Nguồn nhạc trực tiếp từ CD xuống qua bao và không qua rề ha, mà tiếng bass rất là đầy. Thì em đang đánh với cặp bô thôi và anh em có thể đánh những cái dòng lo càng lớn càng hay ha. Đối với những chiếc bao công suất lớn này, anh em đánh càng những cái dòng bao những cái dòng lo công suất càng bự càng khai thác rất là tốt cho những chiếc bao công suất lớn này, và những cái dòng lo bass lớn thì càng dễ đánh đấy. Rồi em xin kính chào anh em và giá là 22 triệu chiếc bao bằng 6 VZ rất là keng. Rồi em xin kính chào anh em.